sau này chỉ có làm chịu khó, cần bù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu quẩy nha. Ăn cất thì nó dễ, thì nó dễ, thì nó dễ. Ăn cất thì nó dễ. Cất đầu quẩy, đầu quẩy, đầu quẩy, đầu cất đầu quẩy thì nó dễ. Cất đầu quẩy, đầu cất đầu quẩy nha. Cất đầu quẩy, đầu cất đầu quẩy nha. Thì nó dễ. Đầu cất thì nó dễ. Còn người anh em tốt là những người thấy mình bốc nha, thấy mình bớt lắm, thấy mình khổ vẫn dám cho mình vay tiền. Đấy, đấy mình anh em, bởi vì người ta coi mình tình cảm quan trọng hơn tiền bạc. Đấy mình anh em, đúng không anh em? Đấy, còn những người mà thấy ơn thì đến lấy đòn thì đi ăn anh ăn em rồi quất. Nha, đầu quẩy. Quán thành công thì mình chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Nam bán muốn tiến bước tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm thì nhưng trong tầm kiểm soát anh hiểu chưa? Sau này chỉ có làm chịu khó cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn ăn đầu quẩy nha. Cất cho nó dễ. Sau này không làm chỉ có ăn cứt đòi. Nói đi cho nó nhanh cho nó dễ hiểu. Còn xã hội này sống muốn người ta tôn trọng mình phải tôn trọng người khác trước. Muốn người ta quý mình phải quý người ta trước. Thành công thì mình chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Nam ban muốn tiến bước tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm thì nhưng trong tầm kiểm soát anh hiểu chưa? Sau này chỉ có làm chịu khó cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn ăn đầu quẩy nha. Cất cho nó dễ. Sau này không làm chỉ có ăn cứt đòi. Nói đi cho nó nhanh cho nó dễ hiểu. Còn xã hội này sống muốn người ta tôn trọng mình phải tôn trọng người khác trước. Muốn người ta quý mình phải quý người ta trước. Sau này chỉ có làm chịu khó cần bù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu quẩy nha. Ăn cất thì nó dễ, thì nó dễ, thì nó dễ. Ăn cất thì nó dễ. Ông hỏi đạo đức lý tưởng thuần phong mỹ tục, cất cất lối sống văn hóa để đâu? Đầu quẩy đầu cất tại sao cất cất đầu quẩy chuyện là như thế? Cất đầu quẩy nha. Cất đầu quẩy nha. Thì nó dễ. Đầu cất thì nó dễ. Sau này chỉ có làm chịu khó cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn.